Anh em có nhu cầu mua lick CF giá rẻ uy tín, hãy đến với shop lickrẻ24h.com. Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em quay trở lại ngày hôm nay. Thì lúc ngày hôm nay mình làm cho bạn thành ca nhá. Ok, xin chào. Vẫn tiếp tục chúng ta chiến đấu với ma hội hoàng đăng. Một thằng vỡ mồm. Một like. Anh hơi trơn anh em ạ. Mới on tay nó hơi trơn. Hồi tay nó già lâu rồi. Bắn một lúc nữa. Khá là đục. Có 3 kiểu gì cũng chết. Quá hai thằng cái sao á, lòng cái tay đã anh em ơi. Đây rồi, thằng câu ạ. Anh em bắn nó bình gờ thì chắc là quá lạ mấy cái bài bắn cầu A của mình rồi. Nói chung là quay đi còn lại mấy bài thôi. AB có nhỉ. AB này. Toàn hết bánh kẹo. Hãy thật cười à. Xin lỗi. Lào cũng con nhân vật gì kêu cứ SC. Tài nhở. Hôm nay những tổ A kiểu gì mà cũng được đéo chắc luôn nha. Đầu ai? Ô. Ô, cái định đúng rồi. Cái thằng này. Quê.
theo kiểu kiểu gì nó cứ ngoảnh đi ngoảnh lại. Đâu ạ? Con gặp rồi nhé. Mình tưởng nó chạy cơ, đang solo nó lại chạy luôn. À mình tưởng nó chạy về cầu A, về cầu A, không biết đâu kìa. Đấy, chắc trong A luôn. Trong A luôn này. Úi, mũ vào nhẹ nhàng vào. Úi giời ơi. Để nó bắn thế bao giờ không? Có hàng nè. Thả thảm xuống để cho mình lên tin được anh em ạ. Thả để lên tin được. Để tôi. Rồi,
đừng có sâu mặt lên truyền hình đấy các bạn. Không phải lúc nào cũng sâu mặt đâu. Kỳ hơi chậm. Có cố gắng làm hơn 30 kill là ngon rồi anh em ạ. Ông cái ông óc chó thì ông ấy bắn ác phết mà ông ấy vẫn có 14 người. Ôi anh em kia chạy hết rồi. Bắn lay đi chạy lay đi buồn lắm các bạn ơi. Ok đi ra nào. Các bạn ơi. Rút để ma này. Thủ nhà này. Mày có thằng ở nhà nữa ạ, à. Bọn này thủ hết ở nhà rồi anh em ạ. À. Mình tưởng nó đục đục, ai ở nhà nó ai nhỉ? Cố gắng lăn lóc làm quả 30 kim mới được. Nhà nó. Bắn chết sao nào. Đấy, trong kia nó vẹp vào đông đông rồi đấy. Rồi cố gắng nha. Ok, tiến lên nào. Bắn chết ta. Bắn cầy quần luôn. Bắn cầy quần luôn, bắn ghê thế đấy. Để tôi thăng. Ok, tôi clip mình cũng xin được kết thúc tại đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho Điệp nha. Bye bye. Ok, vừa rồi anh em thấy clip hay chưa? Đừng quên cho mình một like, một chia sẻ nha. Và một đăng ký kênh nha. Đấy, còn anh em nào mà chưa có link đột kích thì có thể là truy cập vào shoplinkrẻ24giờ.com. shoplinkrẻ24giờ.com nha anh em nha. Đấy, để anh em có thể là mua cho mình một cái ắc để chơi thoải mái nha anh em nhá. Không phải mượn bất kỳ thằng nào cả. Ắc chính chủ. Ắc đầy đủ thông tin nha anh em nhá. Giá rất rẻ, rất học sinh và ưu đãi. Đấy, rất nhiều luôn. Và có cả vòng quay may mắn này anh em này. Anh em nào mà có ý định mua ắc thì hãy truy cập cái shop này để tham khảo. Mình tham khảo thôi. Kể cả như anh em không mua nhưng anh em cứ truy cập vào tham khảo thôi cũng được rồi. Tham khảo xem là nếu ưng thì anh em mua, không ưng thì thôi nha. Ok, thôi mình cũng xin được kết thúc clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em. Bye bye.